trường khuyết tật nhân ái, tiền thân là trường chuyên biệt khiếm thính. 17 năm qua, trường đã nuôi dưỡng giáo dục các em khuyết tật kém may mắn, hòa nhập cộng đồng và có được việc làm, nguồn thu nhập ổn định. Ban giám hiệu nhà trường cho biết, những em học sinh đang theo học tại đây bị khuyết tật nhiều dạng khác nhau. Nhiều em còn chịu nỗi đau không kém là hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, có em mồ côi cha mẹ, có em có gia đình không trọn vẹn. Do hoàn cảnh mỗi em khác nhau nên trường cũng tổ chức dạy học theo hình thức bán trú và nội trú nhằm tạo điều kiện cho các em được đến trường, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa, mong sao bù đắp thiệt thòi cho các em. Hiện trường là nơi giáo dục và nuôi dạy trẻ em khiếm thính, bậc dự bị và bậc tiểu học với các phương pháp dạy và học qua khẩu hình miệng, qua ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ viết. Song song với dạy văn hóa, trường còn hướng nghiệp cho các em lớp 4, lớp 5. Trong năm học này, trường có 12 lớp với 150 học sinh. Trong đó có 7 lớp từ lớp 1 đến lớp 5, 3 lớp dự bị dành cho trẻ khiếm thính, chuẩn bị vào lớp 1 và 2 lớp đặc biệt dành cho trẻ nhiều khuyết tật. Tại lớp giáo dục đặc biệt, các em có độ tuổi nhập học khác nhau, các dạng tật khác nhau. Mức độ tật và tâm sinh lý của học sinh đặc biệt phát triển không đồng đều. Do vậy, khi nhận lớp, giáo viên phải nắm chắc bệnh lý của học sinh và kỹ năng của từng em. Từ đó, biết được độ tuổi phát triển của các em và sử dụng các biện pháp giáo dục hiệu quả. Dạy bảo một học sinh bình thường đã khó, mà tại đây, các sư, cô giáo phải dạy bảo uốn nắn cho các em khuyết tật nhiều dạng khác nhau. Để các em có thể tập trung nghe cô giáo giảng bài, hiểu, nắm bắt và làm theo cử chỉ, hành động mà cô giáo hướng dẫn, quả không phải là chuyện dễ dàng đối với các sư, giáo viên ở nhà trường. Tuy nhiên, nhìn các em phát triển hơn, tiếp thu bài học tốt hơn, thì dù có cực nhọc đến mấy, các sư, giáo viên đều mừng vui trong niềm hạnh phúc. Nhiều phụ huynh cho con học tập tại đây chia sẻ, không ai nghĩ rằng con mình mang một khuyết tật bẩm sinh, mà đến khi con mình đi học thì mới dở lẽ con thiếu tập trung, không tiếp thu bài, không nghe nói được. Bao nhiêu niềm mơ ước bỗng trở nên dục tắc, rồi đến khi biết đến ngôi trường nhân ái, nhiều phụ huynh gửi con mình vào nhờ sự chăm sóc, dạy bảo tận tâm của các sư, giáo viên mà con mình dần dần cải thiện. Khắc phục rất nhiều khiếm khuyết của bản thân, chăm ngoan, lễ phép và chuẩn mực hơn khi ở nhà. Với bao mong mỏi con cháu mình có thể hòa nhập cộng đồng, nên dù trời mưa hay nắng, nhà xa xôi cách trở bao nhiêu, các bậc phụ huynh đều không quản ngại, đều đặn đưa con đến trường mỗi ngày. Trước mắt là các sơ với cô dạy cho cháu các lễ phép thưa chào hỏi. Đó, thì từ từ mỗi ngày về là tự nhiên mình vô mình rước, tự nhiên thấy nó khoanh tay nó thưa là mình thấy là rất là tiến bộ. Đó, rồi từ từ tới năm nay là cháu học tới lớp 2. Thì coi như là bất kể là đi đâu gặp ai là cháu cũng thưa gửi đàng hoàng. Mà nói tròn câu nha. Khi mà đã vô đây học rồi á, thì là thấy bé có sự tiến bộ lắm. Như là cách cư xử, ví dụ chào mẹ rồi kia thì bé cũng có phát âm ra được. Thì lúc đó là mẹ rất là mừng. Dạ, rồi ví dụ như là cái cách ăn uống và ngủ nghỉ của bé nữa cũng đã vô nề nếp luôn nữa. Khi về nhà đó thì cũng chào mẹ rồi. Khi đi học đó, thì cũng biết chào mẹ rồi mới đi học. Đó là mẹ cũng mừng dữ lắm. Được cái tình thương của sơ, giống như là mẹ vậy đó, chăm sóc, rồi là chỉ từ ly từ tí, ngay cả cái đánh răng, vệ sinh là chỉ, rồi rèn luyện chữ viết là bé nay là rất là tiến bộ, biết nghe lời thầy cô. Nhiều khi mà về mà thấy chữ viết của con đọc được là mừng mà khóc luôn á cô. Rất là mừng, tại vì nay bé nó cũng 13 tuổi, 12 tuổi à. Hồi nào giờ nó học tới lớp 5 mà chẳng biết được cái gì hết. Nhưng mà vô đây là nó có sự tiến bộ. Để có thể dạy cho các em nhanh tiếp thu bài học và chú ý trong nghe thầy cô giảng bài, thì đòi hỏi các sư giáo viên ở đây đều phải thiết kế dành riêng cho các học sinh những bài giảng đặc biệt, không chỉ qua lời nói, cử chỉ, viết bản, mà kèm theo đó là hình ảnh xung quanh cuộc sống, giúp cho các em biết cảm nhận, hình dung, tiếp nhận và phát âm đúng theo mỗi hình ảnh. Từ đó, các em có thể hoàn chỉnh ngôn ngữ nói của mình mà từ bấy lâu các em chưa được phát âm rõ nét, bởi lẽ các em bị khiếm thính thì không thể nghe để mà phát âm. Với các em thì so với những em bình thường thì các em nó bị thiếu về cái kênh nghe. Thành thử ra làm các em nó cần cái sự trợ giúp rất là nhiều để cho giúp cho các em có thể lĩnh hội được cái ngôn ngữ thứ hai của các em.
Tại vì cái ngôn ngữ đầu tiên của các em là về cái ngôn ngữ ký hiệu, là ngôn ngữ mẹ đẻ. Còn ngôn ngữ thứ hai của các em là ngôn ngữ tiếng Việt. Và để mà có thể truyền tải được một cái thông tin cho các em, thì cái người đầu tiên, cái người giáo viên là phải có cái lòng yêu các em. Thứ nhất là phải yêu các em, và thứ hai nữa là yêu thì chưa đủ, mà mình phải tìm hiểu về cái ngôn ngữ của các em. Có nghĩa là để dạy được các em là mình phải có một cái ngôn ngữ của các em một cách cơ bản nhất để có thể trao đổi được với nhau. Trẻ khuyết tật cần một môi trường giáo dục dành riêng cho các em, đặc biệt sử dụng các phương pháp, chương trình và cả nội dung giảng dạy mang tính thích nghi cho các trẻ có nhu cầu đặc biệt, đáp ứng nhu cầu hoạt động vui chơi, học tập theo khả năng của trẻ đó. Để các em tiếp thu bài được thuận lợi, từ chương trình phổ thông được dưỡng chủ đề chính. Toàn bộ nội dung bài dạy đều được giáo viên ở đây biên soạn sao cho phù hợp cảm thụ của các em. Phương pháp chung là các sư giáo viên trong trường khi giúp các em luyện phát âm, luyện nghe, kết hợp với sử dụng tranh ảnh và đồ dùng trực quan để hỗ trợ khi giao tiếp. Từ đó mà phát triển ngôn ngữ, sự hiểu biết của các em ngày càng tiến bộ, và đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy trực tiếp dạy bảo các em. Đối với cái bài học thì nó đòi hỏi người thầy là phải biết được nhiều cái lĩnh vực về các cái ngôn ngữ của các em, về từng phân môn khác nhau thì cái ngôn ngữ của các em nó sẽ khác nhau, thì người thầy phải có đủ cơ bản về những cái ngôn về ký hiệu ngôn ngữ của các em để giúp cho các em lĩnh hội được bài tốt. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay thì cái công nghệ thông tin nó phát triển rất là tốt, và cái công nghệ này sẽ giúp cho người thầy giải quyết được một số vấn đề mà ngôn ngữ nói mình không giải quyết được. Bên cạnh đó thì có những cái kênh mà về ngôn ngữ của các em á, thì không phải tất cả mình có thể nắm được hết, thì qua cái công nghệ thông tin sẽ giúp cho các em nó nhìn thực tế những cái ngôn ngữ của các em để cho giúp các em nó nắm tốt hơn cái bài học của các em. Đối với dạy trẻ khuyết tật, đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì, nhẫn nại và luôn rèn giũa cho bản thân mình sự nhã nhặn, kiên nhẫn, không nóng nảy và trái tim đầy thông cảm, chia sẻ. Theo đó, giáo viên dạy trẻ khuyết tật không đơn thuần là những giáo viên dạy chữ, mà còn là người cha, người mẹ, người bạn đồng hành cùng trẻ. Và điều thú vị là trong kế hoạch bài giảng của giáo viên không có khái niệm thời gian hoàn thành nội dung dạy và học. Thậm chí, một nội dung bài học có thể kéo dài vài tháng. Điều thuận lợi nhất khi giảng dạy cho các em học sinh đặc biệt, đó là các em yêu quý cô, bạn học và biết nghe lời. Các em rất ngây thơ, vô tư, trong sáng, nên lời nói của cô giáo luôn được các em lắng nghe, đáp ứng và lặp lại. Tuy nhiên, khó khăn trong nghề cũng không ít, đó là đa số các em chưa được quan tâm để được can thiệp sớm, nên dù ở lứa tuổi nào, khi đến lớp, các em vẫn rất ngây ngô, kỹ năng học tập cũng như giao tiếp hạn chế. Không gì có thể vui sướng bằng đối với các giáo viên khi chứng kiến các em xóa đi mặc cảm khuyết tật để tự tin giao tiếp, tự tin nói lên suy nghĩ, cảm xúc và thể hiện bản thân. Cái phương pháp mà để cho các em có thể vượt lên là bản thân mình là phải kiên nhẫn nè, nhẫn nại, và mình phải có cái tâm với nghề. Với lại là như là trong lúc dạy học á, thì có những kiến thức là như mình nói một hai lần các em sẽ không hiểu đâu, các không nhớ, mà mình phải lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác thì bắt đầu em mới hiểu được từ từ. Và quan trọng là phải cho các em thực hành nhiều, tại vì các em phải làm thường xuyên thì em mới nhớ được. Không may mắn mang trên mình kiếm khuyết bản thân, song không vì vậy mà các em gục ngã. Trái lại, các em với tinh thần đầy nghị lực vượt qua bao khó khăn để có thể phát triển bình thường như bao người khác. 21 tuổi đời và hơn 10 năm gắn bó với trường khuyết tật nhân ái này, nhờ sự tận tâm dạy bảo, chăm sóc của các sư giáo viên ở đây mà em Nguyễn Minh Thành đã vượt lên số phận. Từ em học sinh rụt rè, sợ giao tiếp, mà ngày nay Minh Thành có kết quả học tập tốt, rèn luyện kỹ năng tốt, có thể tự chăm sóc bản thân mình. Và đặc biệt hơn là hàng tuần, Minh Thành có thể tự đi về nhà một mình trên xe buýt mà không phải có sự hỗ trợ của gia đình. Up, 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 up
ba. Riêng đối với các em học sinh lớp dự bị thì việc giúp các em nhận thức đúng các mặt chữ, hình ảnh và thông qua múa vốn ký hiệu mà các em tiếp thu bài tốt. Thông qua đó giúp các em vui vẻ, hòa đồng, tự tin, mạnh dạn phát biểu trong mỗi tiết học. Ngoài học chữ, các em của trường còn được học nghề theo năng khiếu hay sở thích như cưa lộng với các em nam, thêu tay, thêu máy, đan móc với các em nữ và học vi tính cả nam lẫn nữ. Bên cạnh, các em còn được giáo dục về nhiều mặt thông qua các hoạt động khác nhau, giáo dục đạo đức, giáo dục lao động, giáo dục hướng nghiệp và các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động thể thao. Nhờ đó, các em được phát triển về mọi mặt. Các em biết kính trên, nhường dưới, chào hỏi người lớn, yêu thương và sống thành thật với mọi người. Biết giá trị của sự lao động tự phục vụ, giữ gìn thân thể, đồ dùng cá nhân sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, giữ vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Vui thích được thể hiện năng khiếu của mình khi tham gia văn nghệ trong các ngày lễ hay những buổi giao lưu sinh hoạt chung, chú tâm rèn luyện để có sức khỏe tốt, dẻo dai. Trong cái quá trình học ở đây thì đương nhiên cũng có gặp những cái khó khăn. Có cái khó khăn thứ đầu tiên là trước khi các em mà vào trường lớp, vô lớp mình học thì có những em thì không có phát ra âm. Cái nữa là phụ huynh nghèo cho nên các em nó không có máy trợ thính. Cho nên chính vì vậy, những phụ huynh nào mà có tiền thì mua máy trợ thính cho các em. Còn những phụ huynh nào mà nghèo thì mình đi cũng tìm nguồn mình để mình xin cho các em được cái máy trợ thính để giúp cho các em nghe được, để các em nghe được cái âm thanh của mình, để các em học được. Thì cho đến nay thì có tất cả là 3 lớp ra trường. Đối với trẻ ở đây thì mình cũng đã từng nói với lại các giáo viên cũng như các bảo mẫu dạy các em ở bất cứ mọi nơi mọi lúc. Lúc nào, ở đâu mình cũng thể dạy được. Thí dụ như các em gặp mình mà các em muốn chào mình, chào không ra tiếng à, mình phải giúp cho các em à. Con chào cô, con chào bà, con chào sơ à. Rồi khi mà đưa cái gì đó thì các em nó không có cảm ơn, không lấy bằng hai tay, không biết cảm ơn. Thì mình phải nhắc là con phải lấy bằng hai tay, để con phải cảm ơn à. Các em này thì mình dạy đó, nhưng mà các em thì nó cũng mau quên lắm. Nhưng mà mình cũng thông cảm được cái mau quên của các em đó. Cho nên mình cứ kiên trì để mình lặp lại, mình dạy cho các em hàng ngày. Đó là những cái nỗ lực của quý sơ cũng như là quý thầy cô giáo ở trong trường khuyết tật nhân ái này. Không đơn thuần chỉ là dạy, các sơ giáo viên ở trường còn phải quan tâm việc nuôi dưỡng chăm sóc các em học bán trú và nội trú cũng khá vất vả. Thể trạng mỗi em học sinh khác nhau nên thực đơn áp dụng cũng đa dạng, bổ sung dưỡng chất thiết yếu, giúp trẻ vừa phát triển trí tuệ, vừa đảm bảo thể chất khỏe mạnh. Đối với những trường hợp các em có hành vi mất kiểm soát, đòi hỏi người giáo viên cần phải ứng xử mềm dẻo thì các em sẽ nghe lời. Còn đối với các em ở nội trú đều được các sư giáo viên hàng đêm đều theo dõi tình hình việc học bài, ôn bài của các em và nề nếp trong sinh hoạt tập thể. Công việc làm thì cũng nhiều vất vả, nhưng mà với tình thương thì cũng cố sức để mà giúp đỡ cho mấy em. Với nhìn quý sơ cũng rất tận tụy để lo dạy dỗ các em, chăm sóc các em, thì mình cũng đó cũng như cái động lực để mà mình có sức mạnh để mà giúp đỡ cho các em với ý nguyện là cũng như các em được lớn lên được thành người tốt. Các bé rất là hồn nhiên, nhưng mà do cái hoàn cảnh đó, cái bị khuyết tật đó, cái có nhiều nói chung là mấy bé rất hồn nhiên lắm. Khi được hỗ trợ cho mấy bé thì mình cảm thấy rất là vui, rất là xúc động. Nên hy vọng là mình sẽ đến với các bé lâu dài hơn, mình sẽ quyên góp để hỗ trợ các bé thường xuyên. Ở đây các em được dạy, được chỉ bảo thì các em phát triển coi như là giống như một trẻ bình thường. Thì rất là mừng.